Trời nắng quá, chụp lẹ lên đi. Kiên nhẫn mới có ảnh vừa đọc vừa đẹp chứ. Công nhận, bản thân của tôi có tâm nhất quả đất lương. Có tâm, ắt sẽ có tầm. Chua choa, trời ơi, cả Nha Đam và Măng Cục hy sinh cho nghệ thuật dữ hen. Dạ, em chào chị Nguyệt Ánh. Dạ, Măng Cục là bạn thân nhất của em. Chỉ cần bạn vui, em vui lây. Măng Cục may mắn có được người bạn như Nha Đam nè. Cành cây đối diện đẹp quá. Đẹp đó, để mình canh góc chụp cho. Nè, trời nắng nóng lắm đó hai đứa. Chụp nhanh nhanh rồi vào nhà nghỉ ngơi nè. Chị Nguyệt Ánh sang gặp Dr. Khỏe đây nha. Sao, mình chóng mặt quá vậy nè. Ơi, Nha Đam. Nha Đam, có sao không em? Trời ơi, sao mà nhìn người em xanh xao nhợt nhạt vậy? Em hoa mắt, cảm thấy tim đập nhanh quá. Chắc bệnh thiếu máu của Nha Đam lại tái phát rồi ạ. Nè, để cho yên tâm á, thì chúng ta nên đưa Nha Đam đến nhà Dr. Khỏe thôi. Dạ, để em về nhà cúp máy ảnh cho Nha Đam trước ạ. Dr. Khỏe ơi, Nha Đam có bị gì nghiêm trọng không? Nguyệt Ánh bình tĩnh nào. Do Nha Đam có sẵn chứng thiếu máu, lại làm việc quá sức nên dẫn tới chóng mặt, ngất xỉu, nhịp tim bị rối loạn. À, nếu như Nha Đam thiếu máu thì cần bổ sung thực phẩm giàu chất sắt đúng không? Đúng vậy, Dr. Khỏe sẽ giới thiệu một bạn trẻ sở hữu nguồn dưỡng chất tuyệt vời cho người bệnh thiếu máu. Củ thì là ơi, ra mắt mọi người đi nào. Em tên là Củ thì là, mọi người còn gọi em là Củ Hồi nữa hả? Bên cạnh chất sắt có sẵn, trong Củ thì là có chất histidine là một loại axit amin, đóng vai trò điều hòa và giúp chuyển hóa sắt. Histidine sẽ kích thích cơ thể sản xuất ra hemoglobin trong máu đó hả? Trước giờ thì Nguyệt Ánh chỉ biết là cải bó xôi và củ dền tốt cho bệnh thiếu máu thôi à. Giờ thì biết thêm Củ thì là nữa thì lựa chọn của chúng ta sẽ phong phú hơn. Củ thì là mà dùng cho món salad, súp rồi cả các món hầm nữa thì sẽ có hương thơm khó tả lắm. Muối dưa cả củ thì cũng là cách mới mẻ để thay đổi khẩu vị đó. Wow, cảm ơn ý kiến của Dr. Khỏe. Nhưng mà khi mà mình dùng Củ thì là thì có cần lưu ý gì không Dr. Khỏe? À, phụ nữ có thai và đang cho con bú nên tránh dùng Củ thì là nha. Mọi người cũng không nên dùng em trong thời gian dài vì có thể mẫn cảm với các thành phần trong em hả? Quý vị khán giả nhớ lưu ý những chia sẻ về hướng dẫn sử dụng Củ thì là để có thể vừa an tâm mà vừa hiệu quả nha. Để mình dìu Nha Đam vào trong bếp, dùng ngay một tô súp là thấy khỏe liền ạ. Nào, cùng đi. Nè, chờ chị Nguyệt Ánh vào bếp với. Đến đây thì Nguyệt Ánh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị khán giả. Xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại nha.